Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1983, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô biển số 81A32383 chở anh NQM đi đánh bia tại xã Iamer, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trong khi đánh bia, ông Nguyễn Hồng Phong cùng hai người khác uống hết 10 lon bia. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô biển số 81A32383 chở hai người này đi hát karaoke ở một quán thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, rồi tiếp tục uống bia. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô chở hai người đi về. Khi tới km 18+400, đoạn qua thôn Hợp Thắng, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, đã tông vào bà VTH, 49 tuổi, chú thôn Hợp Thắng tử vong khi đang đi bộ cùng chiều. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Hồng Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không chấp hành các nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi đã sử dụng chất kích thích. Kết quả đo nồng độ cồn đối với bị can Nguyễn Hồng Phong lúc cao nhất lên đến 0,841mg trên 1 lít khí thở. Sau tai nạn, Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường khắc phục hậu quả với số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại cũng đã có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Nguyễn Hồng Phong. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác. Quy định tại điểm B khoản 2, điều 260 của Bộ Luật Hình sự. Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng cho một người được pháp luật bảo vệ. Trong giới tài xế tại Việt Nam, có một câu nói được truyền miệng rằng thà đền một lần còn hơn nuôi suốt đời. Đây là quan điểm của một số tài xế khi đối diện với những tình huống tai nạn giao thông gây ra thương tật cho người khác nhưng chưa dẫn đến tử vong. Theo giới tài xế tại Việt Nam, việc đền bù một lần duy nhất sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong sẽ dễ dàng và ít phức tạp hơn so với việc phải chịu trách nhiệm tài chính và chăm sóc nạn nhân suốt đời. Những suy nghĩ này có thể dẫn đến những hành động vô cùng tàn nhẫn. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28 tháng 8 vừa qua tại tỉnh Đồng Nai là minh chứng rõ ràng nhất cho suy nghĩ này. Sau khi va chạm và cuốn xe máy cùng nạn nhân xuống gầm, tài xế xe tải Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, đã dừng xe lại khoảng 4 giây. Nhưng thay vì xuống xe và kiểm tra tình hình, Đỗ Minh Tân đã cố tình cán qua nạn nhân thêm một lần nữa, khiến người này tử vong tại chỗ. Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng mà còn thể hiện sự vô nhân tính đến mức khó có thể chấp nhận trong xã hội hiện đại. Vụ việc đã bị người dân phẫn nộ lên án kịch liệt và trở thành câu chuyện gây bức xúc trên các phương tiện truyền thông những ngày vừa qua. Anh Đặng Toàn, 35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, có thâm niên hơn 6 năm chạy xe hàng chuyến Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Trong nghề này, ai cũng lo lắng về trách nhiệm pháp lý và tài chính nếu không may gây tai nạn. Nhưng không thể vì thế mà chọn cách hủy hoại cuộc sống của người khác chỉ để giảm bớt gánh nặng cho mình. Nói về quan điểm của mình, anh Đặng Toàn nhấn mạnh, tai nạn là điều rủi ro khi tham gia giao thông và cứu mạng người là điều quan trọng nhất. Với tôi, mọi biện minh hay hành động cố ý khiến người khác tử vong đều đáng bị lên án. Cùng quan điểm với anh Đặng Toàn, ông Trịnh Thành, 52 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 20 năm trong nghề lái xe đường dài cũng bày tỏ. Không ai mong muốn tai nạn xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra thì việc đầu tiên là phải cứu người. Cố tình cán nạn nhân tử vong chỉ để tránh trách nhiệm nuôi dưỡng suốt đời là hành động không thể chấp nhận. Hành động cố tình cán nạn nhân tử vong sau khi tai nạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn cơ bản. Mỗi con người đều có giá trị và mạng sống không thể bị đánh đổi chỉ vì nỗi lo về trách nhiệm tài chính.
Câu nói thà đền một lần còn hơn nuôi suốt đời đã biến thành một bi kịch khi mà đồng tiền và nỗi sợ pháp lý đã lấn át lương tâm và đạo đức. Dù vậy, anh Đặng Toàn cũng chỉ ra rằng pháp luật Việt Nam hiện đã có những hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các vụ án tương tự như vụ việc vừa xảy ra ở tỉnh Đồng Nai. Theo đó, án lệ số 30 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã đặt ra một tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng cho những hành vi cố tình cán nạn nhân tử vong sau khi gây tai nạn. Theo án lệ này, tài xế có thể bị xử về tội giết người theo khoản 2, điều 123 với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trước đó đã từng có một vụ án tương tự xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2016 khi tài xế PDQ điều khiển xe biển kiểm soát 38C07305 gây tai nạn với nạn nhân đi xe máy điện. Sau khi dừng xe và xuống xe kiểm tra, tài xế này đã điều khiển xe tải tiếp tục chèn qua và khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến năm 2018, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tuyên án PDQ phạm tội giết người với hình phạt 12 năm tù. Vụ tai nạn ở tỉnh Đồng Nai không chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu nhận thức pháp lý và đạo đức trong giới tài xế, mà còn là lời nhắc nhở cho toàn xã hội về giá trị của mạng sống con người. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cuối năm 2022, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66 trên 67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 29.400 lon hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi xây dựng nhà máy Holland Mill tại km 39 quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm, từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng, đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng. Sau đó, ban hành lệnh sản xuất, cân nguyên liệu phụ gia theo công thức có sẵn trong lệnh sản xuất, phối trộn, đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra đóng thùng các tông, đưa về kho thành phẩm, rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa, thông qua mạng máy tính, Zalo, theo nhóm giữa Tổng Giám đốc và các nhân viên. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Đỗ Minh Thu, kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan, tự ý chỉnh sửa hai phiếu kết quả kiểm nghiệm và làm giả giấy tờ của Ủy ban Nhân dân xã để hợp thức hóa các sản phẩm. Cơ quan điều tra tách hành vi của bị can Thu thành một vụ án hình sự khác và cơ quan tố tụng truy tố xét xử về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tuyên án 62 tháng tù giam đối với Đỗ Minh Thu. Trong vụ án tại công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra cáo buộc Giám đốc Xuyên Việt Oi Mai Thị Hồng Hạnh đã thực hiện hành vi hối lộ hàng loạt quan chức. Điển hình là tại Bộ Công Thương, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chi 350.000 đô la Mỹ nhằm giúp Xuyên Việt Oi được cấp phép kinh doanh xăng dầu. Việc đưa hối lộ chủ yếu được thực hiện thông qua bị can Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oi. Tuy nhiên, người này có hành vi ăn bớt tiền giám đốc Mai Thị Hồng Hạnh giao để chi cho quan chức. Cụ thể, năm 2021, bị can Mai Thị Hồng Hạnh nhờ Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải giúp đỡ cấp giấy phép và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, vụ phó vụ thị trường trong nước. Hoàng Anh Tuấn báo cáo lại việc này cho vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oi theo chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.
lần thứ nhất bớt tiền hối lộ xảy ra ngày 17 tháng 6 năm 2021 khi Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, khi gặp nhau, Nguyễn Văn Thắng chỉ đưa 5.000 đô la Mỹ, còn lại 5.000 đô la Mỹ được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oi chi nhánh Hà Nội. Lần thứ hai cũng trong năm 2021, sau khi bị can Hoàng Anh Tuấn hướng dẫn Xuyên Việt Oi hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép, Mai Thị Hồng Hạnh đi mua 300.000 đô la Mỹ đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua. Nguyễn Văn Thắng cầm túi tiền đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền, thành phố Hà Nội, nhưng trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của vụ thị trường trong nước ở tầng 6. Nguyễn Văn Thắng đã mở túi, ăn bớt 50.000 đô la Mỹ bỏ vào túi sách cá nhân của mình. Tới phòng làm việc của vụ trưởng Trần Duy Đông, Nguyễn Văn Thắng nói, do dịch COVID-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị có quà gửi cho các anh. Đồng thời, để túi đựng tiền trên sofa. Sau khi Nguyễn Văn Thắng ra về, bị can Trần Duy Đông kiểm tra thấy có 250.000 đô la Mỹ và giữ lại 120.000 đô la Mỹ, chia cho cấp phó Hoàng Anh Tuấn 130.000 đô la Mỹ. Ngoài hành vi trên, bị can Nguyễn Văn Thắng còn một lần hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 đô la Mỹ khi vị này làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oi. Đổi lại, Hoàng Anh Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oi được cấp phép kinh doanh xăng dầu. Khi có giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh trực tiếp gặp Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cảm ơn bằng 50.000 đô la Mỹ. Cơ quan điều tra cho rằng để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 đô la Mỹ cho lãnh đạo vụ thị trường trong nước và Bộ Công Thương. Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh trực tiếp đưa 50.000 đô la Mỹ, còn lại giao cho Nguyễn Văn Thắng thực hiện hối lộ. Riêng với bị can Nguyễn Văn Thắng, phía điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Văn Thắng giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ tổng số 265.000 đô la Mỹ cho các bị can Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Đồng thời, Nguyễn Văn Thắng còn chiếm đoạt 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng trong số tiền bị can Mai Thị Hồng Hạnh giao để đưa hối lộ. Đến nay, bị can Nguyễn Văn Thắng đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!